Xin chào các bạn, mình là Hoài Bảo. Chào mừng các bạn đến với phần giới thiệu sách của mình. Quyển sách ngày hôm nay của chúng ta đó chính là Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ. Chắc hẳn vừa nghe qua tựa sách, chúng ta đã thực sự bị cuốn hút và tò mò về những nội dung bên trong rồi phải không? Theo người Trung Quốc xưa có câu: Nhất ngôn dĩ hưng bang, nhất ngôn dĩ diệt quốc. Câu nói này có nghĩa là một câu nói có thể mang lại sự thịnh vượng cho đất nước, nhưng một câu nói cũng có thể mang họa diệt quốc. Điều này cho chúng ta thấy giao tiếp giữ một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Vậy thế nào là giao tiếp? Kính thưa các bạn, giao tiếp là khả năng sử dụng ngôn ngữ nói hoặc ngôn ngữ cơ thể để truyền tải, diễn đạt, trao đổi thông tin đến một hay nhiều đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, để biến một điều gì đó thành kỹ năng quả không phải là một việc dễ dàng. Kỹ năng giao tiếp cũng thế. Để biến giao tiếp trở thành một kỹ năng, một thế mạnh của bản thân, đòi hỏi chúng ta phải không ngừng học tập, thực hành và rút kinh nghiệm trong từng tình huống cuộc sống. Tuy nhiên, việc một mình lênh đênh trong kho tàng kiến thức khổng lồ với muôn hình vạn trạng các tình huống thực sự là một điều rất khó. Nắm bắt được điều đó, nên hôm nay mình quyết định chọn Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ để giới thiệu đến các bạn đọc gần xa. Đây là một quyển sách được viết bởi tác giả Trác Nhã, một tác giả rất nổi tiếng ở Trung Quốc, do Phương Thảo dịch và được xuất bản bởi nhà xuất bản Văn Học. Có thể chia quyển sách này thành 4 phần, bao gồm 20 chương. Mỗi chương là một kỹ năng giao tiếp mà tác giả muốn truyền đạt đến chúng ta. Với cách viết rõ ràng, đưa ra từng ví dụ cụ thể, khiến cho người đọc rất dễ hiểu và mường tượng ra các tình huống giao tiếp. Ở một lời ngỏ, có một câu mà mình thật sự rất thích, nói như thế này: Biết cách nói chuyện không nhất định là phải nói nhiều, quan trọng là phải nói đúng trọng tâm, đúng nội dung, và điều quan trọng là phải nắm bắt được vấn đề mình đang nói đến. Chúng ta vốn dĩ có rất nhiều điều băn khoăn về cách nói chuyện, như nói sao cho đúng, nói sao cho hay, cho thật sự sâu sắc. Nhưng mà các bạn biết không, kể cả những diễn giả lâu năm cũng cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian để khổ công rèn luyện và trau dồi bản thân. Nhìn chung, những gì mà họ sử dụng đến đều được lấy từ sách và kinh nghiệm thực tế. Sau đó họ vận dụng chúng một cách tình huống phù hợp. Mọi người ai cũng có tâm lý lo lắng, e ngại khi nói chuyện, đặc biệt là những người trẻ tuổi mới bước chân vào xã hội. Họ không can đảm nói lên suy nghĩ của mình đối với người khác. Họ luôn sợ mình nói không hay sẽ bị người khác chê cười. Họ sợ nói sai. Còn các bạn, có bao giờ gặp phải vấn đề tâm lý như thế này chưa? Nếu mà đã từng và đang đối mặt với những trở ngại này, thì khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ giúp các bạn rất nhiều đấy. Quyển sách này sẽ chỉ cho bạn nguyên nhân vấn đề bạn gặp phải và từng bước khắc phục để cải thiện từng ngày. Nhìn chung, quyển sách Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ là một quyển sách viết về kỹ năng giao tiếp rất hay, phù hợp với tất cả mọi người, mọi lứa tuổi. Đặc biệt, đây được xem như là một vũ khí bí mật dành cho các bạn trẻ, những bạn thường xuyên gặp gỡ khách hàng hay làm việc trong môi trường công sở. Cuối lời, Bảo xin chúc các bạn sớm chinh phục được các kỹ năng giao tiếp, tô thêm nhiều màu sắc tươi mới trong các mối quan hệ xã hội, và đặc biệt hơn là gặt hái được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống. Hãy nhanh chóng tìm đọc quyển sách này và nhớ comment chia sẻ cho Bảo biết tiến trình hoàn thiện kỹ năng giao tiếp của mình khi đọc Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.